Ôi trời ơi, cái gì mà lâu quá vậy ta? Sao không có ai bắt máy vậy? Ôi Sam hả? Trời ơi Sam ơi, Sam biết gì không? Video Play Together lần trước á có nhiều bạn fan xem, mấy bạn thích dữ lắm. Gì? Quá trời view vậy luôn hả? Đúng rồi, nhiều view lắm. À mà nói chung á là có nhiều bạn á kêu á là anh ơi anh làm tập tiếp theo đi á, anh cho chị Sammy trang trí nhà cho anh đi á, kiểu thế, cho nên là bây giờ tôi rủ Sam gọi là trang trí nhà với tôi nè. Trời ơi, nhưng mà hôm nay tôi bận mất tiêu rồi, tôi sắp đi ra ngoài rồi, giờ sao đây? Thôi, để bây giờ tôi chuyển tiền cho ông, rồi ông muốn mua trang trí thì sao nha. Được Ủa? Không? Chuyển tiền cho tôi á? Trời ơi, chuyển tiền cho tôi rồi tôi chuyển tiền tôi hả? Ờ đúng rồi. Là bây giờ là tôi tôi muốn trang trí gì cũng được hết hả? Ờ tôi chuyển tiền cho ông đó, ông làm thì làm, tôi cho ông cái thẻ đó, giờ ông quẹt bao nhiêu quẹt đó. Ok ok, rồi rồi biết rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Đi á. Mình muốn mua gì mình mua, mình muốn làm gì thì mình làm. Thần tài đến, thần tài đến. Trời ơi, mấy bạn có nghe Sammy nói gì không? Sammy bảo với tôi là ông muốn trang trí cái gì thì ông cứ mua đi, rồi tôi về nhà tôi trả tiền. Đó, à, cái này là bà Sam bà nói, tôi có quay video lại mấy bạn xem, bạn làm chứng cho tôi nha. Không thôi tôi mua nhiều đồ xịn quá, cái bà lại lực lọng với tôi sao đúng không? Thì ở đây nè bạn, xin giới thiệu bạn, cái phòng này á là cái phòng mà lần trước là tôi đã trang trí cho Sam nè. Một cái phòng full màu hồng như thế này luôn nè. Đấy, ở bên nhà của tôi. Thì nếu như bạn nào chưa xem cái video này thì bạn có thể vô kênh của tôi để xem nha. Như là tôi mới đăng cách đây 3 ngày trước đó bạn. Đấy, ok. Còn ở bên đây nè, chính là cái phòng của tôi. Thì cái phòng của tôi là chưa có trang trí gì hết. Hôm nay tôi tính mời bà Sam vô đây để phụ tôi trang trí, nhưng mà bây giờ bà Sam mới kêu là ông muốn trang trí gì thì ông cứ mua đi, thì ok, tôi sẽ lựa những cái gì đắt tiền nhất để tôi mua cho nó đã mấy bạn ạ. À, rồi mấy bạn hãy xem coi tôi sẽ mua những cái gì nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bước đầu tiên, đó chính là bước chọn sàn nhà. Thì tôi là con trai cho nên tôi không thể nào chọn mấy cái sàn nhà màu mè như thế này được các bạn ạ. À, đó nó màu mè quá cho nên nhìn nó hơi bị rối mắt. Tôi thì tôi sẽ thích chọn mấy cái sàn nhà đơn giản thôi, ví dụ như là để coi coi có cái sàn nào nó hợp lý không, ví dụ như là màu như thế này được không ta. Màu như thế này thì nó hơi tối quá các bạn ạ. À, cái này hả? Ui cái này nhìn thì rối mắt quá, cái này thì vẫn rối mắt. Còn cái này thì sao đây? Cái này tôi thấy có vẻ hợp lý rồi nha các bạn nha. Nhìn cái sàn nhà nó giống kiểu hoàng gia các bạn, ở trong mấy cái cung điện đồ á. Cái sàn nhà nó hay kiểu vậy nè. Được, tôi sẽ lấy cái màu này. Rồi, tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn đến màu của tường nhà hả? Tường nhà thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Tường nhà có hiệu ứng 3D cánh hoa rơi luôn nè các bạn. Wow, xịn dữ ta. Nhưng mà tính ra nhìn vậy mà đẹp nha các bạn. Mặc dù tôi là con trai nhưng mà tôi cũng khá thích hoa các bạn ạ. À, cho nên là tôi sẽ quyết định là tôi chọn bức tường này. Nè các bạn, nhìn trong phòng của tôi nè, đó bạn thấy không? Quá trời hoa luôn nè. Rồi, tiếp theo thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải cần đến giường ngủ các bạn ạ. À, và ở đây tôi đã nhìn thấy một cái giường màu xanh dương như thế này, trông khá là đẹp mấy bạn ạ. À, màu xanh, đúng màu xanh của tôi thích luôn và nhìn cũng rất là sang trọng. Tôi sẽ lấy cái giường này đi, nhìn có vẻ đẹp. Đó. Rồi để thêm cái tủ cây vào đây nữa là xong. Ok, rồi tôi mới vừa thiết kế được thêm xíu nữa các bạn. Sau khi mà để cái giường vào xong đúng không, thì tôi đã làm cho tôi thêm một cái tủ ở đây, có thêm cái đồng hồ nè. Tại vì là tôi rất là hay ngủ dậy trễ luôn, cho nên là giường ngủ của tôi phải có cái đồng hồ. Nhưng mà mấy bạn coi nè, ở bên đây tôi còn có thêm một cái đồng hồ nữa. Đó có nghĩa là tôi có đến tận 2 cái đồng hồ đó. Tại sao tôi lại mua 2 cái? Tại vì Sammy kêu tôi muốn mua gì thì mua, cho nên tôi thích thì tôi mua thôi. Trời ơi, cho Sam tốn tiền chơi. Bình thường mà Sammy bà hay ăn hiếp tôi lắm, cho nên là lần này là có cái dịp cho này tôi phải cho bả mới được, tôi tiêu cho thật là nhiều tiền luôn. Ấy ở bên này thì tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho tôi một cái chỗ để kệ sách các kiểu nè, đó để mình có thể ngồi đây mình đọc sách đó. Trời, ngồi ở ngay chỗ này nha, ngắm bãi biển đọc sách thì hơi bị chiêu luôn. Ở trong đây nó có mấy cái bàn màu xanh dương hợp ý tôi quá nè các bạn. Mấy cái bàn xanh dương này rẻ nhưng mà đẹp nha. Nhưng mà khoan, nó rẻ quá cho nên thôi không mua mấy cái bàn rẻ, mình phải mua mấy cái bàn xịn chứ, tại sao mua bàn rẻ đúng không các bạn. Trời ơi, có cái bàn có nguyên cái cây dù nữa các bạn đó. Bạn thấy tôi rảnh không? Ở trong nhà mà ngồi bàn mà che dù, bạn thấy bạn thấy tôi rảnh không? Nhưng mà không. Mấy bạn thấy đó, tôi là được tiêu tiền cho nên tôi tiêu cho nó đã luôn. Đây, cái bàn có cái dù như thế này nó mới đắt tiền nữa, bạn thấy không? Đó, tại sao ngồi ở trong nhà mà vẫn phải sử dụng dù? Tại vì rảnh tiền mua thôi, được không? Ok. Rồi, Sammy kỳ này là khóc hết nước mắt luôn bạn ơi. Đây nè, có cái ghế gì nhìn xịn quá nè. Đây cái ghế này. Ồ, cái ghế này đẹp nha, ghế kiểu ghế sofa á bạn. Để cái bàn sát qua đây đi. Rồi, sau đó để cái ghế xịt qua đây. À, ok, đẹp. Rồi, tôi nghĩ là tôi cần có thêm một cái thảm nữa. Đây, lấy thảm này luôn cho xịn đó bạn. Đây chính là thảm hiệu ứng hồ bơi nha. Đó, chơi nguyên cái thảm này luôn cho nó xịn. Một thảm thì hơi thiếu, mua 2 thảm luôn. Rồi, ok, đó. Rồi, mua thêm một cái bàn xịn xịn để ở chỗ này. À, có cái ghế bự rồi, bây giờ mình nghĩ là nên mua thêm 2 cái ghế nhỏ để hai bên nữa là hợp lý nè.
Ghế nhỏ hả? Ghế nhỏ cũng phải đắt tiền nha bạn nha. Có ghế nào nhỏ nhưng mà đắt tiền không? Đây 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 đây, cái ghế này cũng thuộc dạng là ghế sofa nữa bạn. Nhưng mà cái ghế này bỏ vào có vẻ nhìn nó hơi to, nó không được đẹp lắm. Còn cái ghế này là ghế gì đây? Trời ơi, cái ghế này là ghế trên máy bay với bạn ơi. Hay là mình mua ghế máy bay mình bỏ trong nhà mình nhờ. Thôi, nhìn nó xấu nó không được. Đây, tôi thấy có cái ghế này đẹp nè bạn. Đây, cái ghế này đẹp nè. Mặc dù cái ghế này nó cũng rẻ thôi nhưng mà tôi thấy ghế này đẹp. Rồi, bây giờ là còn thiếu một cái bình hoa để lên trên bàn nữa cho nó thẩm mỹ nè. Đây, tôi chọn cái bình hoa nào xịn xịn luôn. Đây, bình hoa này luôn đi. Lấy luôn bình hoa này để lên bàn. Đấy, sai. Mấy bạn thấy tôi thiết kế cái chỗ để mình có thể ngồi uống cà phê xịn đó bạn. Đó, mình thấy ngồi đây nè đó. Mình uống cà phê, mình ngắm biển, mình đọc sách. Trời ơi, quá xịn sò luôn á. Mặc dù tôi không uống cà phê, tôi uống nước ngọt không. Rồi, bây giờ nha, để có thể mà xây hết nguyên cái phòng này luôn á, tôi nghĩ là sẽ rất là mất thời gian. Cho nên là tôi sẽ tạm thời dừng video tại đây. Khi nào mà tôi đã xây xong hết rồi thì tôi sẽ quay trở lại và review cho bạn xem nha. Ok? Later. Rồi, ok 500 anh em ạ. Và cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã xây xong căn phòng của tôi rồi. Đó, và bây giờ tôi sẽ cho anh em xem thử cái phòng sau 30 phút ngồi từ nãy giờ tìm đồ và trang trí của tôi nha. Ok, 3, 2, 1. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là căn phòng do tôi thiết kế đó. Anh em thấy đẹp chưa, đẹp chưa? Thật ra thì nó cũng hơi bừa bộn xíu, nhưng mà nói chung là đối với tôi như thế này là đẹp nha bạn nha. Đấy, anh em thấy nè, nó rất là nhiều thứ luôn. Và tôi mới vừa đổi lại cái giường nè. Cái giường này là cái giường đẹp hơn cái giường hồi nãy luôn nha. Đấy, tôi là tôi chỉ có thiếu mỗi cái toilet là tôi chưa trang trí thôi. Tại tôi thấy từ nãy thì cũng khá là nhiều tiền rồi. Bây giờ mà tôi trang trí thêm cái toilet nữa chắc là xăm hết tiền luôn đó. Cho nên thôi, sơ sơ như đây thôi bạn à. Và đây chính là số tiền của chúng ta đây, 96.900 tiền và cần hơn 1.000 kim cương cùng 39 vàng play. Là không biết là bao nhiêu tiền ta. Bây giờ để tôi thử tôi thanh toán thử coi cả bao nhiêu tiền nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào đây, sau đó là mình sẽ nạp thêm tiền nè. Thì bây giờ tôi ở đây tôi thấy có rất là nhiều mức tiền. Thì giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ thử nạp thử 1.300.000 thử sao coi. Ok, nạp thử 1.300.000 coi có đủ không nha. Rồi, sau khi nạp vô xong thì bây giờ tôi sẽ nhận hết cái đống kim cương này của tôi nha. Tôi được 1.194 kim cương. Ok, hiện tại là bây giờ để có thể mua được cái nhà này của tôi cần có đến tận 96.000 tiền. Tôi sẽ mua thử một lần nè. Rồi, tôi được 36.000 tiền nè. Mua thêm lần nữa nè. 65.000. Rồi, mua thêm lần nữa. 93.000 tiền. Hồi nãy hình như là mình cần 96.000 tiền lần đúng không? Vậy thì mình sẽ mua thêm thử cái gói rẻ rẻ nữa coi coi đủ không. Mình được 100.000 tiền rồi đó các bạn. Đó, ok, vậy là mình đã đủ được tiền rồi nha. Nhưng mà mình còn thiếu vàng với lại là kim cương nữa. Mình cần 1.000 kim cương. Ây da, 1.300.000 không đủ bạn ơi. Cần 39 vàng nhưng mà hiện tại mình đang có 33 vàng rồi, cho nên là mình sẽ chỉ cần mua thêm 50.000 vàng nữa thôi là được. Rồi, nhận. Ok, xong. Vậy là mình đã đủ xong vàng nè. 1.000 kim cương, vậy là mình phải nạp thêm 1.300.000 nữa. Có nghĩa là video ngày hôm nay mình đã tốn 2.600.000. Ồ, 2.600.000. Không biết Sammy có đánh mình không ta. Trời ơi, 2.600.000 lần đó. Ok, thôi không sao, lỡ rồi, chơi luôn. Rồi, nhận thêm kim cương xong. Vậy là bây giờ chỉ cần bấm vô cái nút thanh toán này xong cái là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhà của chúng ta. Vô, ok, xong. Trời ơi, một cái phòng trị giá hơn 2 triệu của tôi. Trời ơi, các bạn coi nè. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu trang trí lại cái phòng này thêm xíu nữa. Rồi, sau đó tôi sẽ review cho các bạn xem cái phòng của tôi có những gì nha, ok. Ở bên này thì tôi có cái chỗ tủ quần áo nè. Thì có hai cái tượng này, hình như là mình có thể bỏ đồ lên trên cái tượng quần áo này được. Đó, mình sẽ bỏ bộ đồ cá mập của mình lên đây. Bên này thì mình thay đồ cho mannequin hả. Đây, mình sẽ gắn cho nó bộ đồ đẹp nhất từ đó giờ của mình. Đây, bộ đồ sam mua cho mình nè các bạn. Đây là bộ đồ chú rể màu hồng mấy bạn ạ. Rồi, còn bộ đồ bên đây chắc là tôi phải lấy lại bộ đồ này, tại đồ này đồ của tôi đang mặc mà sao tôi đưa con mannequin được. Tôi sẽ cho mannequin mặc bộ đồ khác. Đây, skin cũ của tôi nè. Rồi, đó, ok. Nói chung là chỗ này chính là chỗ tủ quần áo của tôi nha các bạn nha. Để trang trí mấy cái quần áo kiểu nè. Bên này sẽ là dàn PC của tôi. Đây, xin giới thiệu các bạn. Dàn PC của tôi là tôi đã mua hai cái màn hình luôn nha các bạn nha. Đây, bình thường á là PC người ta xài có một màn hình nè. Tôi là xài hai cái màn hình bự chà bá luôn nè. Cộng thêm cái màn hình màu hồng nhỏ nhỏ bên này nữa. Nói chung là cũng thích thích thì mua thôi. Nói chung là cũng hơi nhiều tiền xíu nhưng mà Sammy cho mà đúng không các bạn. Đấy. Ở trên đây thì tôi bỏ thêm một cái đèn giống kiểu như là cái này hình như là đèn của Noel đúng không? Như tôi thấy nó đẹp quá cho nên tôi treo lên luôn. Thêm một cái dòng chữ phong cận ở trên đây nữa nè bạn. Đấy, cái dòng chữ này cũng hơi bị tốn tiền nha. Cái chữ này nhiều tiền lắm luôn á. Ở bên này thì sẽ là giường ngủ của tôi. Đó, thì giường ngủ hồi nãy bạn thấy là tôi để cái giường ngủ màu xanh nhưng mà bây giờ tôi đã đổi qua cái giường ngủ màu đỏ này rồi. Tại tôi thấy cái giường ngủ màu đỏ này nhìn nó đẹp hơn bạn, với lại là nó cũng nhiều tiền hơn nữa.
Đó, mở tất cả nè, đây. Đấy, bật lên nhìn nó mới đẹp các bạn. Đó, bật lên là nó có thêm mấy cái đèn nó chiếu chiếu đó nè. Đấy, ok. Nói chung bên này là bên giường ngủ của tôi thì tôi sẽ ngủ ở đây. Đó, cái giường giống kiểu giường siêu nhân các bạn. Còn ở bên này chính là khu đọc sách của tôi thì tôi có thể qua bên đây tôi ngồi ở đây nè, đó. Để tôi nói chuyện cùng với bạn bè hoặc là tôi có thể đọc sách hoặc là ăn uống cái gì đó. Ừ, rồi, mà nhắc về chuyện ăn uống thì ở đây tôi cũng đã chuẩn bị luôn. Bên đây thì tôi có chuẩn bị một cái tủ lạnh đó để chúng ta có thể để đồ ăn vào trong đây. Đó, tôi sẽ bỏ đồ ăn vào đây nè. Đó, xong tôi sẽ lấy ra tôi ăn. Rồi bên này thì sẽ là quầy bánh kem, bên này sẽ là máy pha cà phê và lò nướng. Có cái máy này nữa nè bạn, bạn biết máy này máy gì không? Máy này là máy nướng xúc xích các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ nướng một cái xúc xích đây. Ok. Đây, nướng một cái xúc xích nè. Sau đó là mình sẽ lại cái tủ lạnh, mình bấm vô tủ lạnh để mình lấy cái xúc xích ra. Đó, ok. Sau khi có xúc xích xong, mình sẽ lên đây mình ngồi và mình sẽ ăn ở đây và mình ngắm biển. À, ở ngoài đời mà tôi mà có một cái căn nhà như thế này thì thôi sướng phải biết luôn các bạn. Mấy bạn có để ý là ở bên dưới sàn của tôi là nó có đến tận 4 cái thảm chùi chân. À, cái này là thảm chùi chân nghe nó hơi kỳ. Thảm ở trong phòng các bạn. Đó, tôi mua lần 4 cái luôn. Mua 4 cái giống nhau luôn các bạn, nó rảnh tiền. Mua 4 cái luôn đấy. Rồi, ở bên này á thì tôi có mua tôi thêm mấy cái chỗ để tôi có thể vui chơi ở đây. Đó, nói chung là sau khi làm việc mệt mỏi xong, chúng ta có thể qua bên đây để vui chơi. Đó, ở bên đây tôi có chuẩn bị một cái cầu trượt. Đó, cái cầu trượt này mình thể xuống đây để mình trượt nữa bạn. Đó, bên này thì sẽ là cái nệm, đó cái nệm để mình nằm ngủ được luôn các bạn. Cái nệm này nằm ngủ được luôn nha. Nhưng mà tại tôi thấy nó đẹp cho nên tôi để vô đây. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái này là cái nệm lò xo hả, để chúng ta nhảy tưng 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 như thế này nè bạn. À, tập thể dục giảm mỡ bụng. À, ok. Chung là tôi chuẩn bị rất là nhiều thứ ở đây rồi. Ở bên này bạn thấy có con rồng không? Tôi phát hiện ra ở trong Play Together nó có con rồng này, con này là con 33 vàng các bạn. Mua con rồng này 33 vàng mới được con rồng này nha. Đó, còn ở phía trên thì tôi có trang trí thêm mấy cái đèn thì các bạn cũng thấy rồi. À, đám mây đồ kiểu nè, đó tường nhà thì là tường nhà 3D đó, mấy cánh hoa anh đào rơi rơi kiểu. Rồi cũng có trang trí thêm chậu hoa nữa. Đáng lẽ là tôi cũng làm thêm cái nhà vệ sinh trong này nữa nè, nhưng mà thấy cũng hơi tốn tiền rồi nên là thôi. Giờ mà tôi làm thêm cái nhà vệ sinh nữa chắc nó phải hơn 3 triệu luôn các bạn. Thôi, tôi sợ Sammy gọi là đánh tôi lắm. Tiêu cỡ đó thôi là cũng nhiều lắm rồi đó. Ok, rồi bây giờ thì tôi sẽ gọi Sammy vào để cùng tham quan cái nhà của tôi và để coi coi Sammy sẽ phản ứng như thế nào khi biết số tiền Sammy phải bỏ ra để trả cho cái phòng của tôi nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok 500 anh em ơi. Và bây giờ thì tôi đã mời Sammy vào trong Play Together để chuẩn bị tham quan nhà của tôi rồi đây. Sammy có háo hức không? Háo hức mà còn không biết nhà ông có đẹp bằng nhà tôi không nữa. Vậy hả? Ok, được rồi. Vậy bây giờ Sam đi theo tôi nè. Vô đây, vô đây. Rồi, vô đây. Đèn, 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 đèn. Xin giới thiệu với Sam. Đây chính là nhà của Phong. À. Gì mà như cái nồi cháo lòng vậy? Cái màu gì không có vậy? Cái gì mà cái nồi cháo lòng? Trời ơi, cái nhà người ta đẹp thế, xanh, đỏ, tím, vàng, nhiều màu sắc vậy là quá đẹp rồi. Trời ơi, đây là nguyên con rồng vàng ở đây, giàu với ta, giàu với ta. Ừ, phải giàu chứ, trời ơi, giờ là được Sammy cho là muốn gọi là tiêu gì tiêu, muốn xài gì xài. Ủa, sao biết anh màu đỏ rồi? Đây, mình cất vô đây, mình đổi màu nè, đổi màu nè. Wow, cái gì, mình đổi màu con rồng được luôn hả? Wow. Xịn vậy giờ tôi mới biết á. Rồi mà Sam thấy cái phòng của tôi đẹp không đây à? Xin giới thiệu Sam, cái này là cái giường ngủ của tôi nè. Thì cái giường ngủ của tôi á luôn. Thì là nó là cái giường siêu nhân á, thấy không? Nó có giường có cái cánh siêu nhân luôn, thấy không? Đẹp không? Quá trời đất luôn. Cái giường rồi này đắt liền hơn giường tôi đó. Em có tính ra nha. Ông trang trí nhà ông còn giàu hơn nhà của tôi. Nhà tôi chắc chút ít à. Nhà ông nè, trời ơi, nhà vậy cửa nè, đâu bao nhiêu màu đâu, trời ơi. Có xíu à, anh không nhiều hết trơn á. Cái PC của ông đó bạn, ông trang trí hai màn mà màn công không, còn tôi là cái màn hình đúng là cùi ghẻ luôn các bạn. Là sao? Cùi ghẻ. Tào lao. Thôi nói chung là cũng trang trí sương sương à Sam ơi. Còn trong đây là có cái nhà vệ sinh nè, nhưng mà tôi chưa trang trí nè, tại tôi sợ bà hết tiền á, cho nên là thôi tôi tạm thời tôi không trang trí nhà vệ sinh, hiểu không? Đó, cái nhà như này trời ơi một đống tiền luôn. Ủa mà cái nhà này tiền của ai trả trời? Ủa gì tiền của ai trả? Hồi nãy bà không nhớ hả? Bà không nhớ đầu video bà nói gì với tôi hả? Đầu video hả? Ha, tôi nói là đầu video tôi bảo tôi trả tiền mà tôi đâu ngờ nó to như vậy đâu. Trời ơi, to gì đâu, bình thường mà. Tôi thì cái Sam nhiêu đây á chắc có mấy trăm ngàn à, không nhiều đâu, không nhiều đâu. Cũng được, cũng rẻ, cũng được. Trời ơi, nhà này mấy trăm ngàn. Ôi, rồi, nói chung là giờ Sam chấm điểm cho cái nhà Phong được bao nhiêu điểm nè. Đó là nhà Phong mà có đèn laser cái kiểu nè, thấy không? Có khu bếp nấu ăn nè, đó có chỗ ngồi đọc sách nè, đó. Đó, rồi giàu chưa? Bên này có tủ quần áo nữa nè, đó. Chưa kể nha là Phong còn làm nguyên một cái cầu trượt ở trong nhà đẹp như thế này mà trời, phải 10 điểm đúng không? Đầu tư dễ sợ luôn, tôi nghĩ là bao nhiêu tiền là quất ở đây hết trơn rồi. Nói chung là nhà này cũng đẹp, cũng bình rồ, nhưng mà nó không có màu hồng như tôi yêu thích. Tôi cho 8 điểm. Đó, gì mà có 8 điểm gì trời, ít vậy. Dạ, 8 điểm cũng được rồi. Tôi thấy đẹp rồi. Đó. Đó là rồi, ok. Thằng ơi, đó.
Còn mấy bạn pha, mấy bạn chấm cho nhà của tôi được bao nhiêu điểm, bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Chứ Sammy cho tôi có 8 điểm mà tôi thấy là không công bằng các bạn. Hay rồi, nói chung á là hồi nãy á là tôi cũng có nạp tiền vô trong Play Together để tôi mua đồ xây nhà á. Thì cũng hết có ít tiền à, tôi lấy tài khoản ngân hàng của Sam nãy Sam đưa tôi đó. Đây tài khoản của tôi. Thì tôi có đưa đó, tại vì hôm nay là tắt của ông trang trí nhà nên thôi. Tôi cho ông mấy tiền. Đó. Rồi đúng rồi. Giờ Sammy kiểm tra lịch sử đi coi hết nhiêu nha. Còn giờ tôi tạm biệt các bạn nha. Tôi kết thúc video tại đây nha. Bye. Cái ông này làm thì ghê giờ, để xem coi điện thoại mình sẽ xem điện thoại để coi có bao nhiêu tiền nha. Gì? 2.600.000. Ủa sao bỏ cái trong 2.600.000 là sao? Không có. Trời đất ơi. Ông lừa tôi mấy bạn ơi. Ông nói mấy trăm ngàn, ông nói 200-300 ngàn. Có đâu mày là 200 mà 2.600.000. Rồi sao ông kiểu này là ăn mì gói hết tháng này luôn, có tiền đâu mà ăn nữa. Trời ơi, lớn đầu rồi, bây giờ không cần lừa. Buồn quá. Bà đã nói thì bà phải làm, bà không có chối được đâu Sam ơi. Vậy nha các bạn nha, nếu như video này đạt được 5.000 like thì sắp tới Sammy sẽ trả tiền cho Phong mua full luôn tất cả đồ trong Play Together được không Sam? Còn lâu. Ok các bạn ơi, còn bây giờ mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài, nhưng mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nói chung là có làm có chịu, có dám nói thì phải tự chịu, hiểu không? Nói chung là cái này Sam nói mà, chứ Phong đâu có ép Sam đâu, đúng không? Thôi nha bạn, với em bye bye bạn nha, hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye. Chắc có người đang khóc, chắc có người đang khóc rồi. Hello team, hello team.